Hai mọi người, hôm nay ba cha con đang chở nhau đi đi cho đồ các bạn. Tức là những cái quần áo hay những cái đồ dùng gì mà mình không dùng nữa thì mình có thể đi cho. Anh bảo xe hai mọi người. Thì mình có thể đi cho người ta để người ta bán lại, để người ta lấy cái tiền đó người ta đem donate các bạn. Thì bây giờ ba cha con mình đang đi thì nó có nhiều khu vực lắm các bạn. Các bạn có thể đem lại một cái tiệm đó để các bạn cho, hoặc là các bạn có thể đem lại những cái thùng người ta bỏ bên đường hay là những cái khu shopping á, thì mình có thể đem lại đó để mình bỏ vô trong đó, thì người ta tới tháng người ta sẽ lại người ta chở những cái đồ đó đi để donate, tức là người ta để đi đi bán lại, hoặc là người ta có thể lấy đồ đó để cho những cái người mà người ta đang cần, thì chúng ta đi bỏ vào trong đó, đi bỏ vào trong đó và họ sẽ lấy để họ đem đi cho. Ok, đây bây giờ ba cha con mình đang đi đây các bạn thấy không? Đường này nó hơi dằn chút thì cái camera mình nó hơi lúc lắc nha các bạn, thông cảm nha. Thì cái mùa dịch cúm này á, với lại là người ta đang biểu tình sùm quá, thì cái chỗ mà những cái tiệm mà cho quần áo họ đang đóng cửa các bạn. Thì bây giờ mình chỉ cho những cái chỗ mà những cái thùng mà họ để bên ngoài thôi, thì chúng ta sẽ bỏ vào trong đó để các bạn, để mình cho họ và họ đem đi donate. Những cái nào mà mình không dùng là mình cho họ, quần áo hay là bàn tủ gì cũng được, nhưng mà cái chỗ mà cái những cái thùng bỏ ngoài trời này thì chủ yếu là về quần áo và giày dép thôi nha các bạn. Đây là bảng stop sign nè các bạn thấy không? Đó, stop sign này là 4 chiều, là người nào đậu trước người đó đi. Ở Việt Nam mình thì không có những cái stop sign này, nhưng mà bên Mỹ thì có những cái stop sign này để chúng ta dừng lại 4 chiều hoặc là 2 chiều, để cho ai dừng trước thì người đó đi. Tại ở Việt Nam xe máy nhiều quá cho nên không có dùng stop sign, chỉ dùng đèn xanh đèn đỏ thôi. Để bây giờ mình tới cái thùng đó này. Đấy các bạn thấy thùng trước mặt mình không? Đấy cái thùng này nè, clothes and shoes nè. Đó, thì mình bỏ vào trong đó để mình cho họ. Mình sẽ đầu xe hôm nay. Hôm qua thì mình đã cho khoảng 15 bịch đồ rồi. Hôm nay mình cho thêm. Đó các bạn thấy không? Ở trên đây nè, ở trên đây nó có hai cái hộc nè, hộc này với hộc này nè. Đó chúng ta sẽ bỏ quần áo vào trong đó. Nếu 15 tổng cộng 2 là giờ mình sẽ xuống xe mình bỏ vào cho mọi người coi nha. Rồi đấy các bạn thấy mình bỏ vô chưa? Mà có hai cái hộc hai bên đó. Rồi 15 tổng cộng. Thì bên nào mà nó đầy á thì chúng ta bỏ bên kia. Bây giờ 12, bây giờ 15 á tổng cộng 2 nữa là 17 phải không? Lấy bật ra nữa. Đồ. Những cái thùng này thì họ bỏ khắp nơi nha các bạn. Chỗ nào cũng có kìa. Có chỗ thì họ bỏ những cái thùng này chỉ chiên để bỏ cho sách vở thôi các bạn. Và có chỗ thì chiên giày dép thôi, có chỗ thì giày dép và quần áo. Thì cái chỗ này mình bỏ là giày dép và quần áo, mình sẽ bỏ vào trong đó và họ sẽ phân loại ra và họ sẽ đem đi cho. Đem đi cho hoặc là họ bán lại những cái khu mà những cái tiệm nhỏ mà họ bán những quần áo này lại, sau đó họ lấy tiền để họ đi donate đó các bạn. Thì bao gồm có Goodwill nè. Goodwill thì chắc ai cũng biết rồi, ai ở Mỹ cũng biết rồi. Thì những cái đồ dùng mà họ không dùng nữa thì họ đem ra đó họ cho, và Goodwill họ sẽ bán lại, và họ sẽ lấy cái số tiền đó để họ trả cho nhân viên làm cho họ, và một phần thì họ sẽ đem đi donate.
một phần họ sẽ thêm donate và một phần họ sẽ trả tiền cho những cái chi phí của họ. Chỗ này thì họ đang làm construction, đang sửa đường nữa các bạn. Bảo con thấy cái đống đất này không? Con biết ở đâu ra không? Ta đào cái hồ đó kìa, trong đó có hồ bự lắm. Cái hồ nước trong đó người ta mới đào á. Yeah, bự lắm. See? In there. It's a big one, see? Cái đường này mình đi đường trong cho nên ít xe nha các bạn. Nó đường hơi dằn chút. Tại vì đường này họ làm bằng bê tông. Hoàn toàn bê tông hết chứ không phải nhựa đâu. Thì nó phân ra từng miếng á. Cho nên giữa cái nối với nhau nó bị dằn. Đây à, mình sẽ vào trong đây cho các bạn xem nhé. Thì trong đây là cái rạp chiếu phim đây các bạn. Là AMC á, cái đó gọi là AMC. Trong đây là cái bãi sân đậu xe của rạp chiếu phim. Thì hiện tại thì mùa dịch cúm này họ đã đóng cửa rồi các bạn. Rồi mai mốt hết dịch cúm đóng cửa rồi. Chỗ này là họ kêu bằng AMC. Thì đây là nơi mà họ sẽ chiếu phim đây các bạn, đó các bạn ha. Rất là bự. Đó, nó vào tới bên kia nè. Bên kia đâu? Hả? Ê. Con người ta đóng cửa. Ừ, ta đóng cửa rồi con. Đây là gặp chiếc phim đó các bạn. Mà mùa dịch này thì họ đóng cửa rồi. Mình thì mình thường hay đi coi phim ở đây. Ở đây hả? Ừ, ở đó đó. Thì trong cái mùa dịch này những nền kinh tế của Mỹ thiệt hại rất là nhiều các bạn. Nào là tất cả các cơ sở kinh doanh, nào là chính phủ Mỹ phải chi ra những cái tiền để trợ cấp cho người dân. Và ngoài trừ ra thì trong cái thời điểm này thì họ đang biểu tình rất là gầm gộ sau cái vụ một cảnh sát người da trắng đã làm chết một người dân da đen. Thì hiện giờ họ đang biểu tình để nói về cái vấn đề đó, nói về vấn đề gọi là kỳ thị á các bạn. Thì cái vấn đề đó thì mình không biết, đó là vấn đề chính trị. Còn hiện tại bây giờ thì họ lấy cớ họ biểu tình để họ xâm vào những cái khu mà mua sắm và họ cướp bóc và lấy đồ của người ta các bạn, mà lợi dụng thôi. Ok thì video ngày hôm nay mình ok thì video ngày hôm nay cha con mình chỉ làm ngắn để cho các bạn coi là cái đi cho quần áo ở Mỹ như thế nào nha các bạn. Anh Bảo vẫn còn đang bận đồ ngủ mà. đồ ngủ chánh tông Việt Nam á các bạn. Khang nữa. Ok, say bye đi, Bảo Khang. Bye. Bye mọi người nha. Mà đừng quên gì Bảo? Đừng quên subscribe nha. Give us a thumbs up nha. Yes. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.